Anh chị thân mến, đây chính là ba con giáp long phúc nhiều phần, tài lộc rộng mở trong tháng 4 của năm 2020. Xem tử vi tháng 4 của 12 con giáp cho biết thì có ba con giáp trong cái danh sách dưới đây sẽ nhận được nhiều tài lộc và may mắn trong cái tháng mới này. Vậy thì đó là những con giáp nào mà vì sao những con giáp này lại may mắn đến như vậy và liệu rằng chúng ta có nằm trong danh sách ba con giáp này hay không? Thì bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Mão. Bước sang tháng 4 của năm 2020 thì những người tuổi Mão được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc, đặc biệt là những người sinh năm 1963 hay là 1999. Thì không như những cái con giáp khác thì những người cầm tinh con mèo luôn biết mình đang ở vị trí nào và các bạn muốn nhận được những gì mà mình xứng đáng. Và theo tử vi tuổi Mão thì trong tháng 3, con giáp này sẽ có một bước ngoặt ấn tượng trong cuộc sống khi mà vận may bắt đầu mỉm cười và xuất hiện nhiều hơn với các bạn. Và vào đầu tháng này thì nhờ có tài vận hanh thông nên là việc kiếm tiền không còn khiến bạn phải đau đầu như là những cái tháng đầu năm và trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và cái điều này tất nhiên sẽ khiến những người tuổi Mão cảm thấy vui vẻ. Đây là cái thời điểm các bạn có thể tiết kiệm được một cái khoản tiền không nhỏ, chỉ cần không tiêu phung phí, có thể các bạn sẽ đủ tiền tiêu trong cả năm. Và đối diện với cơ hội thì hầu như người tuổi Mão đều không lười biếng mà bỏ qua. Có thể cố là các bạn sẽ cố bằng được. Đây là một cái đức tính rất tốt, đáng học hỏi của những người cầm tinh con mèo. Và người thứ hai, đấy là người tuổi Dậu. Theo tử vi tháng 4 của năm 2020 thì người tuổi Dậu phải chịu cái áp lực công việc khá nặng nề. Thậm chí bạn còn cảm thấy khá căng thẳng vì cho rằng công việc vượt quá cái khả năng của mình. Hãy cố gắng biến áp lực trở thành cái động lực, không đầu hàng trước khó khăn mà phải luôn tự động viên bản thân mình. Bạn có thể thư giãn bằng cách là tham gia các cái hoạt động tập thể hoặc đến những cái nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Xem tử vi năm 2020 thì người tuổi Dậu trong tháng 4 sẽ có được nhiều cái cơ hội để tăng tiến trên con đường tài lộc. Bản mệnh đừng quá lo lắng về chuyện tiền bạc, những cái xui xẻo của thời gian trước sẽ bị xua tan. Có thể bạn còn bất ngờ khi mà may mắn liên tục tới với mình nữa. Và thời điểm tháng 4 thì tình hình tài chính của người tuổi Dậu có cái dấu hiệu tăng lên đáng kể, nhất là với những ai làm trong cái lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên thì để có thể đạt được cái thành tích như ý muốn thì bản mệnh cũng cần phải bỏ cái công sức lao động tương đương. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Tuất. Thì theo tử vi tháng 4 năm 2020 của 12 con giáp cho biết thì sự nghiệp của người tuổi Tuất vẫn khá suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh tìm được mối đầu tư như ý, thu lại lợi nhuận khả quan và người làm buôn bán thì nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng. Tài lộc của người tuổi Tuất có cái bước chuyển biến tích cực trong cái thời gian này và những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, buôn bán sẽ kiếm được cái lợi nhuận lớn. Bản mệnh được thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó. Người làm đầu tư kinh doanh được thần tài chiếu cố nên tìm được cái mối đầu tư như ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn sẽ phải làm việc, phải bỏ công sức của mình ra. Nhưng với cái mức lợi nhuận thu về sau đó thì bạn thấy hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mình đã làm. Quý anh chị thân mến, và trên đây chính là ba con giáp đã được thần tài điểm số, lắm phúc nhiều phần, tài lộc rộng mở trong tháng 4 của năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.